Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Hội phá hoại đã phải dùng đến 10.000 đô và mất cả tháng trời để tạo ra viên kẹo siêu khủng này với một viên kim cương to hơn của Nguyễn Phương Hằng ở phía trong. Ngày hôm nay, anh Móm sẽ trao cơ hội đổi đời đó cho những người đồng hành. Nếu trong 1 giờ đồng hồ, họ lấy được viên kim cương ra thì nó là của họ. Còn nếu thất bại, kim cương sẽ là của anh. Khởi động với một chiếc dùi đục chỉ bằng cái nĩa, các anh trai tay nhanh hơn não bắt đầu lao vào cuộc chiến. Họ cần lấp đầy kẹo vào từng thanh nhựa trên tường để kiếm thêm vũ khí. Người làm nên chuyện hầu như chỉ có anh Mập mà thôi, trong khi anh Đen và anh Lùn làm nhiệm vụ khuấy đảo tinh thần là chính. Sau khi miệt mài đâm bì thóc, chọc bì gạo thì họ đã thành công vượt qua vạch đầu tiên. Vũ khí tiếp theo họ nhận được là một con dao nhỏ. Nhìn anh Lùn chọt như sợ viên kẹo đau, anh Đen cay cú lấy con dao rồi tấn công liên tục. Nhìn có khác gì bản mặt người yêu cũ không cơ chứ? Nhờ sự nhiệt tình của anh Đen, cuối cùng họ đã lấp đầy được thanh nhựa. Anh Móm bèn giở trò thao túng tâm lý, hỏi xem họ muốn có 3 vũ khí tạm dùng được hay là một vũ khí tốt. Anh Đen và anh Lùn tham lam, chọn ngay 3 vũ khí, ai dè, đó lại là chiếc búa cao su. Việc đó khiến anh Mập máu nóng dồn lên não. Nhưng không thay đổi được gì nữa, nên cả 3 chấp nhận sát lại gần nhau, một cây làm chẳng lên non, 3 cây chụm lại trọi hòn kẹo to. Họ tiếp tục gom kẹo để cho vào khay nhựa, lần này anh Móm yêu cầu kẹo phải được đập nhỏ chứ không phải để nguyên cục trà bá lửa vào trong đó. Ông anh này đang có mưu đồ ngư ông đắc lợi, tăng độ khó cho game để cơ hội họ thua cuộc sẽ cao hơn đây mà. Bằng sự đoàn kết hiếm hoi, lẫn sự nghiến răng kèn kẹt của anh Mập, cuối cùng họ đã lấp đầy khay nhựa, thành công có được chiếc búa đóng đinh làm vũ khí. Lần này thì anh Mập tha hồ quay tay múa máy, từng mảng kẹo rớt xuống không ngừng, u là trời, trứng chim vỡ tan nát rồi còn đâu. Tuy đau vờ lờ nhưng anh Đen vẫn vô cùng hào hứng, vì chiếc búa đang làm việc rất tốt, ngay cả anh Lùn nhỏ như con thỏ cũng có thể đập ra những viên kẹo lớn. Nhờ đó, họ đã lấp đầy được khay nhựa thử thách bên cạnh, đây là cơ hội để cả hội có thể nâng cấp vũ khí, với thử thách cần vượt qua là phá khóa két sắt kia. Thành quả cho họ ở ngay sau cánh cửa đó, cả 3 người chưa bao giờ đoàn kết đến thế. Thời gian vẫn đang trôi qua, hết người này đến người khác sử dụng mọi trò mánh khóe, mưu hèn kế bẩn nhất trên đời để lôi ra được vũ khí siêu hạng. Nó gần giống như búa, nhưng vừa to vừa tròn và quan trọng là hoạt động cực tốt. Anh Mập sẽ là người đập đá, còn hai anh còn lại sẽ gom những thứ vụn vặt rồi cho vào khay nhựa để tìm đến vũ khí tiếp theo. Ngay khi kẹo vừa đầy, anh Móm đã mang ra găng tay vô cực trông cực kỳ hầm hố. Các ông phá hoại vô cùng hào hứng, muốn thử xem sức mạnh của nó đến đâu. Nhưng hóa ra, ngoài cái mã to xác, nó chả có hiệu quả là bao. Kẹo mới sứt được tí ti thì găng tay đã vỡ tan nát. Tôi là tôi nghi đây là trò đổi long cháo phượng của anh Móm lắm. Anh Móm đang cực kỳ tự tin bản thân sẽ có là chủ nhân của viên kim cương, vì 40 phút đã trôi qua, hội phá hoại lại tiếp tục quay tay, góp nhặt từng tí kẹo một để lấp đầy khay nhựa. Ngay sau đó, họ đã có được cây gậy bóng chảy, tiến độ vừa tăng lên thì lục đục nội bộ xuất hiện, anh Lùn và anh Mập muốn có thêm vũ khí, còn anh Đen thì muốn trải qua thử thách để vũ khí xịn sò hơn. Nhưng hai ăn một nên chẳng bao lâu, họ đã đổi được một cây rìu nhỏ, tuy khá hiệu quả nhưng vì quả nhỏ nên họ rất nhanh tay để đổi sang thứ khác. Vũ khí tiếp theo họ có là búa của Thor, anh Mập nói rằng bản thân không thể nhấc nó lên, trong khi anh Lùn thì một phát ăn ngay, khiến anh cực kỳ hào hứng vì mình là người được chọn. Cũng là búa của Thor mà sao nó lạ lắm, mới đập được 2 nhát đã vỡ tan tành, họ bèn mót sạch kẹo xung quanh, làm đầy khay thử thách. Anh Lùn chơi rích rắc, Sukarna chỉ trúng búa cao su, Đen vờ lờ anh trai ạ, anh Đen tuy đen nhưng lại đỏ, nên chọn ngay chiếc búa lớn, anh Mập thì có được cây cầu sắt xịn sò. Việc phá bỏ nhờ đó tăng lên đáng kể. Khi lấp đầy khay vũ khí, anh Lùn đổi cây búa thành cây rìu lớn hơn một chút, thời gian không ngừng trôi đi, cả 3 người hùng hục không ngừng nghỉ, vũ khí được đổi liên tục. Cho đến cây rìu cỡ đại, anh Mập lúc này chỉ nghĩ đến viên kim cương, liên tục nện rìu xuống không mệt mỏi, đúng là tiền có thể làm con người ta mờ mắt, anh Mập gia tăng sức mạnh lên 300%, không cần nhìn, chỉ cần nện xuống. Vào những giây phút cuối cùng, hội phá hoại đã thành công giải cứu được viên kim cương siêu khủng ra ngoài, tuy anh Móm khá nuối tiếc, nhưng họ thật sự xứng đáng với thành quả này. Ngày hôm sau, anh Móm đã nghĩ ra một thử thách mới, 4 người với 4 màu sắc riêng biệt đang bị nhốt trong nhà tù với hàng trăm chiếc khóa. Ai ra ngoài trước sẽ có được 100.000 đô, muốn như vậy, họ chỉ có thể trông cậy vào những người đồng đội phía ngoài, với nhiệm vụ cần vượt qua những thử thách để có được chìa khóa. Ngay từ khi bắt đầu, các anh trai đã vô cùng hăng hái, đặc biệt khi nghe được lời động viên từ những cô gái đang ở trong hộp kia. Chiếc chìa khóa đầu tiên cần được lấy ra khỏi những sợi dây thép ngoằn ngoèo này, để làm được điều đó, cần có sự điêu luyện của những ngón tay. Tuy anh trai nào cũng khẳng định bản thân đều luyện tay mỗi tối, tuy nhiên để đạt được trình độ luồn nhanh qua lỗ như này quả thật không dễ dàng gì. Bây giờ, họ cần mở được chiếc hộp nhựa và ấn nút sẽ là người chiến thắng. Anh áo vàng với khả năng nhỏ mà có võ đã là người đầu tiên thành công, tiếp theo ngay sau đó là đội đỏ, được mệnh danh, gây là thầy luồn khóa. Hai người dẫn đầu sẽ được phép mở 10 ổ khóa, còn hai đội còn lại thì chúc bạn may mắn lần sau.
Sang vòng tiếp theo, một loạt chìa khóa sẽ lao nhanh ra ngoài. Việc của họ là cần chọn đúng chìa khóa. Ai mở được 3 ổ khóa xong trước sẽ là người chiến thắng và được mở thêm 20 ổ khóa cho bạn đồng hành. Xanh ra trời vừa thành công được một ổ đầu tiên, ông nào cũng lựa tới lựa lui, miệng thì lẩm bẩm, thời này một chìa mở được cả 100 ổ, mà sao trò này khó nhằn thế không biết. Thời gian đang trôi qua không ngừng, áo vàng và đỏ vừa mở được ổ khóa đầu tiên, ngay sau đó, anh đỏ đã mở được ổ thứ hai, anh vàng không vừa cũng đuổi theo sát nút. Còn một ổ cuối cùng, ông anh nào cũng tăng tốc hết mức có thể và đầu xuôi đuôi lọt, xanh ra trời đã chiến thắng. Tiếp ngay sau đó là anh áo vàng, họ được phép mở 20 ổ khóa. Sang vòng 3, việc của họ đơn giản là phá cửa để ném được phi tiêu vào tấm bảng phía trong. Anh nào anh nấy đều dùng hết sức bình sinh để phá hết ổ khóa phía ngoài trước. Công việc đòi hỏi sức lực này thì anh đỏ và anh vàng quả thật không có cửa để so sánh. Anh áo xanh cao to đen hôi nện liên lịa vào mặt người đã cắm sừng anh, à nhầm, vào cái cửa trước mặt. Cứ thế anh đã là người đầu tiên giành chiến thắng, xanh lá cây theo ngay phía sau, nhưng đáng tiếc là có 2 ổ khóa chưa thật sự phá bỏ, vì thế anh đỏ đã có được lợi thế. Xanh ra trời và đỏ được mở thêm 20 ổ khóa. Phần thi tiếp theo là bỏ tiền vào heo, muốn bỏ được thì cần phải gấp tiền lại đúng không? Ông nào ông nấy đều cong đít thít mông nện cật lực, với thành tích sát nút, vàng và đỏ một lần nữa đã chiến thắng. Giờ đây, họ đã có trong tay chìa khóa để mở tất cả ổ khóa, công việc thật sự cần tay nhanh hơn não. Vàng và đỏ còn 50 ổ, xanh da trời còn 60, xanh lá cây còn trọn vẹn 100 ổ khóa. Cùng xem đội nào sẽ có được chiến thắng với 100.000 đô nhé. Đỏ và vàng nhanh chóng dẫn đầu, sau khi mở hết khóa phía ngoài, những người phía trong còn phải mở cả xích phía trong. Cuối cùng, đỏ đã giành được chiến thắng chung cuộc, anh đỏ đúng chuẩn nhỏ mà có võ nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Mèo Ú trong video ngày hôm nay. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.